Xin chào các khán giả của Duy Anh. Như vậy là nhiều năm sau sự biến mất của dòng Dapper thì Daniel Wellington mới đem số La Mã trở lại với những dòng sản phẩm thành công nhất của họ là Quattro và Petit. Trong video hôm nay, hãy cùng Đức khám phá chi tiết về hai mẫu đồng hồ mới này nhé. Trên tay Đức đang là hai mẫu đồng hồ mới đến từ DW. Mặt chữ nhật sẽ là dòng Quattro và mặt tròn là dòng Petit. Những cái tên đã rất quen thuộc. Và với những ai mới biết đến thương hiệu DW vài năm qua thì thiết kế mặt số La Mã có thể là tương đối lạ lẫm. Nhưng thực tế thì thiết kế này đã là một phần trong các bộ sưu tập đầu tiên của hãng từ cách đây khoảng gần 10 năm với tên gọi là Dapper. Đó là những mẫu đồng hồ mặt tròn với cọc số La Mã đi kèm cặp kim xanh rất là nổi bật. Trong các biến thể mới của Quattro và Petit thì chúng ta sẽ có thấy được là những chi tiết này được đưa trở lại, với khác biệt duy nhất là DW sử dụng kiểu kim stick truyền thống của họ thay vì kim spearhead như đã chọn cho sản phẩm Dapper trước đây. Một điểm rất hay của hai mẫu này cũng thừa kế từ Dapper, đó chính là dial dạng scepter với nền mặt số không thực sự là một mặt phẳng, nhưng scepter này sẽ không rõ ràng mà nó sẽ là scepter ẩn, được chia làm hai tầng với diện tích phần trung tâm sẽ thấp hơn phần còn lại. Thiết kế này sẽ tạo nên một cái chiều sâu cho mặt số, đồng thời thì sẽ không làm mất đi tính xuyên suốt liền mạch, vốn là yếu tố quan trọng trong ngôn ngữ thiết kế tối giản của DW nói riêng. Quay trở lại với cọc số La Mã thì đây là cách mà các hãng đồng hồ gọi tên một kiểu cọc số được biểu thị bởi các ký tự số đếm được phát minh bởi người La Mã cổ đại, nền văn minh vĩ đại nhất ở châu Âu. La Mã không chỉ là một đế quốc hùng mạnh với lãnh thổ rộng lớn mà còn sở hữu vô số thành tựu về khoa học, nghệ thuật hay là kiến trúc, mà điển hình là hệ số đếm mà chúng ta gọi là số La Mã. Tuy không còn được sử dụng để tính toán nhưng số La Mã lại rất phổ biến trong việc dùng làm ký hiệu của những đề mục lớn hay là các con số thứ tự quan trọng. Trong thiết kế đồng hồ thì số La Mã đại diện cho tính chất cổ điển, sự sang trọng, đem lại cảm giác chững chạc nhưng cũng không kém phần tinh tế. Về kích thước thì mẫu Quattro vẫn sẽ là 20 x 26mm, còn Petit sẽ là 28mm, phù hợp cho những bạn cổ tay vừa và nhỏ. Như truyền thống của DW thì các sản phẩm đều rất là mỏng và được hoàn thiện bóng cho diện tích phần vỏ. Nếu không có điều kiện thử trực tiếp thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn trong video của mình đã đăng trên kênh để có thể hình dung kích thước một cách chính xác nhất. Nhìn chung thì các phiên bản mới này vẫn sẽ giữ nguyên được những gì được yêu thích nhất ở DW, đó chính là những thiết kế trẻ trung, đơn giản, dễ phối đồ, mức độ hoàn thiện rất tốt ở trong tầm giá và đặc biệt là giá trị của một thương hiệu nổi tiếng được nhiều người biết đến và công nhận. Bên cạnh đó thì DW cũng sẽ cung cấp thêm nhiều biến thể màu sắc với các kiểu dây khác nhau. Các bạn có thể tham khảo thêm trên đồnghoduyanh.com. Duy Anh hiện là đại lý ủy quyền chính thức của DW tại Việt Nam và được công nhận trên trang chủ của hãng, cũng như toàn bộ sản phẩm đều được hưởng chế độ bảo hành chính hãng của Daniel Wellington, điều mà hàng giả không thể có, nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mua sắm sản phẩm bên mình. Đức và Duy Anh luôn hân hạnh được đón tiếp và phục vụ các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.